Kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, hôm nay Đức Trung lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một mẫu xe. Đó là chiếc Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2019. Vâng, xe mới chạy được chuẩn 2 vạn mốt. Ở bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy bấm nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một mẫu xe Ford Ranger bản XLT trang bị số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe. Vâng, về tổng quan của xe thì nói chung như là một chiếc xe mới. Nếu quý anh chị các bạn mua chiếc xe này thì so với xe mới thì ta tiết kiệm được tầm cỡ khoảng 100 triệu, hoặc hơn 100 triệu gì đấy. Nhưng mà tính cả phụ kiện, cái xe thì sơn si sạch sẽ và chưa có một giọt sơn ta nào. Đấy, Đức Trung sẽ quay lần lượt chi tiết để quý anh chị các bạn xem. Vâng, mới chạy được có hơn 2 vạn thì xe nó còn rất là đẹp. Và sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn có thể để quan sát thật là chi tiết cái mẫu xe này. Người ta sẽ quay lần lượt từ cái phần ngoại thất cho đến nội thất cũng như là máy móc gầm bệ, soi chi tiết tất cả các cái khu vực cần phải soi. Vâng, đây là cái phần đầu xe. Cái bản XLT này thì nó là một trong những cái bản đủ, nó chỉ sau cái dòng WinCheck. Ta nhìn thấy cái mặt ca lăng của nó được mạ chrome. Đấy, có xi nhan tích hợp gương và cái mang cá này cũng mạ chrome rất là sáng đẹp, người ta biết ngay đây là cái bản XLT. Đây, lốp nguyên bản theo xe. 5 quả thì lốp sơ cua thì chưa hạ. Là răng đúc rất là đẹp. Vâng, kích thước của lốp là 265 trên 65 R17. Đấy. Cũng quan sát luôn cái chi tiết của cái phần cua lốp cũng như là các cái phần sắt xi gầm bệ. Đấy, tất cả các cái phần giảm xóc hay là rô tuyên cân bằng hay là tất cả các cái chi tiết. Nó chỉ có bụi bẩn nó bám vào thôi chứ còn xe của nó còn mới lắm. Đây có một cái vết chảy xước nhỏ. Những cái vết này thì bên Đức Trung cũng chưa muốn làm, bởi vì là chiếc xe này nó còn rất là còn mới. Nên là khách hàng muốn xem thì bên Đức Trung cứ để nguyên như thế này. Sau này về thì tự làm. Có xi nhan tích hợp gương. Đây là động cơ 2.2 và số sàn 6 cấp. Toàn bộ các cái phần lóc bô này được đến các cái cụm đèn. Rất là đẹp. Xe thì mang biển Hà Nội 29H39380. Vâng, đây là lốp đằng trước ở bên phụ. Ta lông nguồn rất là dài. Đăng kiểm của xe thì còn đến tháng 6 năm 2022. Đây, từ các cái bậc bước cho đến cái phần tôn vỏ của cái sơn si của sườn xe ở bên phụ. Xe thì đã được trang bị vè mưa, lẹp chân kính. Tay hõm cửa thì ốp lốc hết rồi. Lốp sau ở bên lái, bên phụ đây. Sắt si rất là nhẵn. Đây, từ những cái chắn bùn này, rồi toàn bộ các cái phần chi tiết của xe cực kỳ đẹp. Đèn pha, đèn hậu thì được ốp chống trời xước, đã có lắp thùng thấp. Các cái thanh thể thao lắp thùng thấp khá đẹp. Đây, bản XLT. Đằng sau cái móc cửa này đã được dán cái vừa là chống trời xước và nó trang trí khá đẹp. Camera
Xe thì được trang bị 4 cái cảm biến vật cản, mở được sốc, rất là sáng, rất là đẹp. Đây lốp xưa cua, lốp xưa cua còn mới chưa hạ. Như gầm bệ của xe có thể nói là chiếc xe này còn mới kính cong nhá. Quý anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp thì mê luôn. Xe đẹp không một nỗi nhỏ, chạy rất là ít. Đây cái lắp bình dầu, tay hõm cửa về mưa. Vâng, tiếp đến là Đức Trung sẽ quay đến cái phần nội thất để quý anh chị các bạn ta cùng theo dõi. Đây vô lăng 4 chấu có tích hợp và các phím bấm, không khác là mấy so với dòng WinTech. Bộ ghế da hai màu. Đây, công tắc bật đèn, gương kính chỉnh điện, hộp tì tay. Vâng, số sàn, hai cầu điện, có cân bằng điện tử, có khóa bi sai cầu sau và hỗ trợ đổ đèo. Có cổng sạc, cổng USB, rồi lại có điều hòa auto. Trang bị của xe rất là đẹp, rất là hiện đại. Vâng. Cái chủ xe cũng cẩn thận làm một cái trần 3D rất là đẹp, rất là sang trọng. Và về mùa hè thì cái trần này nó cách nhiệt rất là tốt, mà nó là dễ vệ sinh, nó không như là trần nỉ. Trần nỉ thì nó bám bụi, rất là bẩn. Tất cả các cái chi tiết từ cái khóa cửa đến cái móc tay khóa, bốn kính chỉnh điện. Vâng, keo chỉ đây, Đức Trung sẽ quay lần lượt để quý anh chị các bạn xem. Một cái mẫu xe bên Đức Trung đang chào bán với giá là hơn 600 triệu. Cho nên là Đức Trung sẽ quay cẩn thận tỉ mỉ. Đấy, động cơ đang hoạt động. Vòng tua nó tầm cỡ, vừa mới nổ máy thì nó tầm cỡ khoảng độ 700 vòng trên phút. Vòng nổ tầm khoảng độ 5 phút thì nó hạ xuống khoảng 500 vòng phút. Nên mới chạy chuẩn được 21.076 km. Điều hòa ô tô, cho cái hướng gió, rồi tốc độ gió, toàn bộ là khiển bằng điện hết. Ta có thể quan sát này, toàn bộ cái pedal, chân ga, chân phanh, chân côn cực kỳ đẹp, đẹp như một chiếc xe mới luôn. Đây hàng ghế phía sau rất mới, rất đẹp. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà quan tâm đến cái mẫu xe trên thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại là 0965 951 955 để ta có thể chốt luôn chiếc xe này. Những quý anh chị các bạn mà ở xa có thể mua xe bằng cách là cam kết thì bên Đức Trung sẽ mang xe tận nơi. Hay là quý anh chị bạn xem cái chi tiết của cái cánh đằng trước ở bên phụ, khóa cửa, bàn lề, các cái bậc lên xuống thì đã được ốp lóc hết rồi. Một chiếc xe zin đẹp, không nỗi tất cả các cái mã kính này Đức Trung soi hết rồi nhá. Kính zin chuẩn theo xe. Cánh đằng sau ở bên phụ. Và tiếp theo thì Đức Trung sẽ quay đến cái phần thùng xe cũng như là cái khoang động cơ để quý anh chị các bạn theo dõi. Đấy, thùng bệ. Xe không chở hàng hóa gì cho nên là cái lót thùng này còn rất là mới, rất là đẹp. Các cái đinh bấm này cũng như là toàn bộ các cái phần bu lông, ốc vít, các cái chi tiết lắp ghép của xe thì còn nguyên các cái dấu chấm sơn của KCS, dấu chấm sơn xanh. Có lẽ trời nắng thì quan sát nó cũng không được rõ lắm,
nhưng mà Đức Trung sẽ cố gắng quay chậm để quý anh chị các bạn có thể xem thật là chi tiết toàn bộ cái thùng bệ của xe kỳ đẹp. Đi rất là thích chiếc xe này, nó là bản đủ cho nên là nó trang thiết bị cũng như là các cái chất liệu để làm lên chiếc xe nó rất là tốt. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2019, xin lỗi, 2019, chạy 2.1, động cơ 2.2, số sàn 2 cầu. Tất cả các trang thiết bị trong khoang động cơ nó chỉ có bụi bẩn nó bám vào, máy nó rất êm, rất là chắc. Vâng, động cơ 2.2, mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 7 lít dầu trên 100 cây. Lái điện rất là nhẹ nhàng, dùng một ngón tay ta cũng có thể điều khiển khá là nhẹ nhàng, linh hoạt. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một chiếc xe Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2019, trang bị số sàn 2 cầu. Và chiếc xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 665 triệu. Vâng, quý anh chị các bạn quan tâm đến cái mẫu xe trên thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.